Hello anh em, hôm nay là xả kho cái bao tay hàng này, nón hàng cho anh em luôn, đồng giá cho anh em luôn nhá. Cái này thì tầm khoảng 200 đôi bao tay thôi anh em ha. Bao tay này dùng để hàng này anh em ha. Bao tay da bò này. Đó, anh em thấy ok không? Đó. Nó làm thì bằng da bên trong nó có thêm một cái lớp này ha, lớp nị như thế này anh em mình có thể dùng để hàng tích này, hàng que, nói chung là dùng về những vật dụng mà có nhiệt mình cầm bằng tay không được thì mình có thể dùng cái này ha. Hay là những chị em mình có thể nhắc nồi được luôn, rất là ok luôn ha. Anh chị em mà làm các công việc như là lò rèn mình cũng có thể sử dụng những đôi bao tay như thế này ha. Cầm không nóng luôn em, mình thoải mái để làm việc này, cầm sắt để đập thì cũng rất là ok luôn ha. Quá trời chất luôn, đôi bao tay rất là dày dặn này. Đó, da bò nha, quá đã luôn anh em. Đó, một đôi như thế này 50.000. Đó, 50.000 mà anh em sở hữu một đôi bao tay này, một chiếc có 25.000 mà anh em xài thì cái này là xài tẹt ga luôn, xài cả đời luôn anh em, cực kỳ bền luôn ha. Quá đã luôn. Nè, nhìn da này, chất liệu da là rất là ok luôn ha. Dòng này thì lúc trước là Minh Châu bán, nói chung là khi mà nhập về mới là một đôi 150.000 có, 120.000 có nha anh em. Nhưng hôm nay sale rẻ cho mọi người luôn ha, cuối năm rồi, xả để cho hàng nó đi anh em ạ. À, này là một phần là chiên cho anh em khách hàng mua hàng, và anh em nào mà xem được video này mình có thể tàu một đôi rất là rẻ luôn. Giá này chứ là chưa bằng giá nhập nữa nha mọi người ha. Quá beo luôn. Nón hàng này, anh chị em mình sử dụng nón này, ở bên trong là một lớp kính thủy tinh nha, rất là ok luôn. Bên ngoài là một lớp kính đen để anh em mình hàng không sợ bị đau mắt này. Anh em hàng thoải mái cả tuần cả tháng liên tục cũng không đau mắt, anh em yên tâm ha. Hàng Việt Nam nha, rất là ok luôn. Hòa thành này anh em ha. Này, cái nhựa này thì thoải mái để anh em mình sử dụng luôn này. Đó, không sợ gãy vỡ, nhưng mà úp cái này vào anh em đeo vừa bảo vệ da mặt này, đầy đủ luôn anh em. Đó, đổi cái này nó có ở trên đầu luôn, mình đổi là bảo vệ da mặt vừa bảo vệ mắt luôn, không sợ nó ánh sáng nó làm hỏng da mặt này rồi làm đau mắt ha. Anh em mình thoải mái để dùng luôn. Hàng anh em thờ thầy chuyên nghiệp cũng có thể dùng, mà gia đình mình sắm một cái như thế này để bảo vệ da khi mà mình hàng lặt vặt ha. Nhưng anh em thờ thầy ấy, nó hàng quen thì nó có thể nhắm mắt lại để không bị đau mắt, còn anh em mà hàng gia đình lâu lâu hàng lần mà mình không quen là mình không nhắm mắt được, mình dùng cái này là rất là ok luôn. Cùng 50.000 thôi, đồng giá cho anh em luôn ha. Bao tay 50.000 này. Đây, nón 50.000 luôn em. Nè, 50.000 một đôi bao tay như thế này. Nón kính hai lớp luôn anh em. Chỉ cần lợp cái ni lông bên ngoài này ra cái là thành ra hai lớp, anh em nhìn thì dỡ này lên, còn không mình đầy lại. Đó, như thế này sử dụng ha. Còn anh em nào muốn sử dụng kính điện tử, ở Minh Châu cũng có kính điện tử luôn. Mua cái kính điện tử bỏ vô đây thì khoảng tầm 180 nữa là anh em về gắn cái kính điện tử vô đây xài luôn ha. Rất là ok luôn anh em. Rồi, anh em thì chỉ còn một ít như thế này ha. Bao tay thì khoảng tầm 200 bộ, nón thì còn khoảng mấy chục cái thôi. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay sở hữu ủng hộ ha. Rồi, anh em nào ủng hộ Minh Châu thì nhào vô nha. Ở gần thì mình có thể đến các cửa hàng để ủng hộ, còn ở xa thì mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nha. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và mọi chi tiết anh em cần như máy móc hoặc có mọi điều thắc mắc thì mình có thể liên hệ các số điện thoại ở bên trên màn hình để Minh Châu sẽ tư vấn cho anh em ha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây.